6 mét nữa các bạn. Bây giờ hai chiếc ngang ngang luôn các bạn. Đi qua nè các bạn,
theo đất nha các bạn. Lầy các bạn, anh này anh bị chín rồi nên bỏ cái này các bạn, đi
lầy rồi. Đi lầy nhẹ nha các bạn, anh cố gắng anh bường qua luôn nha các bạn. Cái này là bị lỗi đó các bạn. Những cái ghe mà chạy qua là mấy cái đạt này các bạn. Cái này là đất này nó bị lỗi các bạn. Giờ anh tiếp tục quay trở lại nổi nha các bạn. Bây giờ tiếp tục. Đây đất cái này nó bị lầy các bạn. Chạy không nổi luôn các bạn. Cố gắng anh buồn các bạn. Like và vừa đăng ký nha các bạn để có động lực làm video tiếp theo ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.